Và hiện tại Thảo Vy đang có mặt tại căn hộ vừa hoàn thiện sẽ được bàn giao cho khách hàng trong thời gian tới. Đây là căn hộ có diện tích hơn 80m² với 3 phòng ngủ, tọa lạc tại tháp C của tòa HR2 Ecorin. Và như quý vị cũng đã thấy thì Ecorin sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng với đầy đủ nội thất. Phần sàn gỗ sẽ lót toàn bộ căn hộ của mình. Và ở khu vực bếp thì sẽ bàn giao toàn bộ kệ bếp trên, tủ bếp dưới, mặt bếp đính đá, và đặc biệt là có bếp điện và cả máy hút mùi với thương hiệu là TK, với cái thiết kế là kính full trần. Thì ở tất cả các phòng ngủ và phòng khách thì chúng ta đều có cái view rất là thoáng đãng. Như quý vị cũng đã thấy ở đây thì chúng ta sẽ view ra một cái khu vực công viên đang được thi công ở phía bên dưới. Và theo chủ đầu tư thì đây là kính sử dụng công nghệ solar sẽ chống nóng cũng như là chống tia cực tím. Và với cái khu vực ở quận 7 và với cái view như thế này thì việc thiết kế cái kính full trần sẽ giúp cho không gian nhà của chúng ta sẽ thông thoáng cũng như là tận hưởng được một cái view thật là thoáng đãng ngay tại quận 7. Ở đây thì có thể là phơi đồ thoải mái, cũng có thể là để những cái vật dụng như là một cái nhà kho nho nhỏ ở ngôi nhà của chúng ta. Phòng ngủ phụ nhưng với thiết kế kính kịch trần như thế này làm cho cái không gian cũng rất là thông thoáng. Ở đây thì có nhà vệ sinh, và khi bàn giao thì nhà vệ sinh cũng sẽ được bàn giao đầy đủ các thiết bị với thương hiệu là Duravit. Nhà vệ sinh cũng được thiết kế với tông màu sáng làm cho cái không gian nó sạch sẽ. Vật liệu bàn giao được chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu có tiếng như sơn phủ mặt ngoài SKK từ Nhật Bản, thang máy Otis, hệ thống kính Solar Control, thiết bị vệ sinh Duravit của Đức, thiết bị bếp TK xuất xứ châu Âu. Và đây là căn 2 phòng ngủ cũng tại tòa HR2 của Ecorin. Bước vào đầu tiên thì ấn tượng của Vy đó chính là cái view nhìn. Ở đây thì chúng ta thấy là 2 phòng ngủ nhưng mà chúng ta sẽ có được 3 cái view nhìn từ phòng khách, phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính đều có một cái view nhìn rất là thông thoáng bởi cái cửa kính được thiết kế kịch trần. Và kính này theo chủ đầu tư thì sẽ có cách nhiệt nè, cách âm rất tốt và chống tia UV, thì sẽ giúp cho chủ nhân sẽ có cái view thông thoáng nhưng mà đảm bảo được cái không gian trong phòng sẽ không bị nóng khi mà có ánh nắng chiếu vào. Và ở ngay phòng khách thì chúng ta cũng sẽ có một cái ban công khá là rộng rãi. Và ở nhà bếp này thì sẽ được tách ra hai khu nước và khô, và cũng được bàn giao đầy đủ hệ tủ bếp và bếp điện, máy hút mùi cũng như là chậu rửa. Ở đây thì ở tủ bếp trên thì chúng ta sẽ thấy được sử dụng màu xám, ở dưới thì sẽ sử dụng là màu gỗ. Nó cũng sẽ rất là phù hợp với lại cái căn nhà của mình và cũng rất là dễ phối đồ cũng như là sắp xếp. Và đặc biệt là tọa lạc ngay tại đường Nguyễn Văn Linh và phường Tân Thuận, quận 7, thì Ecorin có được một cái view rất là thông thoáng. Dù là ở tòa nào hay là khu tháp nào thì các cư dân cũng sẽ được một cái view trong lành ngay giữa nội đô của thành phố Hồ Chí Minh.